Hôm nay là 23 tháng 2 thì shop còn một ít ba lô loại 20 lít, 30 lít dòng V1. Hàng đang còn nguyên xia nhưng mà shop lột hết ra để bán rẻ hết nha mọi người. Loại này là 30 lít màu đen, cái này là 20 lít màu đen, 30 lít màu đen. Nói chung là hàng còn nguyên vẹn luôn, kể cả dây tem mặt rồi hàng, chứng nhận hàng chính hãng các thứ là đầy đủ hết nha mọi người. Dòng này là dòng ba lô du lịch, đựng ba lô đựng máy ảnh cũng không còn nhiều đâu ạ, cũng còn được mấy con này thôi là shop giảm giá rất là mạnh luôn. Còn những cái dòng phía sau kia thì đang thanh lý còn 2 triệu qua thôi. Đây cái này là 30 lít, còn cái bên cạnh là 20 lít. Chỉ còn nhiêu đây màu đen và xám trắng thôi, ngoài ra không còn màu gì hết. Sản phẩm hiện ta sẽ có sẵn một số sản phẩm, một số này ở hai chi nhánh Hà Nội và Sài Gòn thôi ạ. Mọi người có thể liên hệ để được quay video từng cái, hoặc là có thể tới lấy coi tại cửa hàng mới 100%.